Quay về lại xem mấy trăm cân. Vâng, thì shop phụ kiện 390 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Vâng, thì hôm nay shop sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa bơm nhanh nhất, hiệu quả nhất anh em nhé. Vừa đối với những anh em mà chưa từng sửa bơm bao giờ, hoặc là anh em đã từng sửa bơm nhưng loay hoay mãi không sửa được, tháo tất cả các sim, các phớt ra và làm một chiều, nói chung là đủ cách nhưng vẫn không xử lý được cái việc bơm hư hỏng này, bơm bị đẩy ngược này, bơm bị kéo nặng này, và anh em dùng mọi cách mà không được ý, thì mình hướng dẫn cho anh em cách sửa chữa bơm một cách nhanh nhất có thể. Đấy, thì cái bơm anh em mua về chừng khoảng 1 năm đến 2 năm thì bơm nó có lỗi là sửa mãi không được anh em nhé, làm đủ cách không sửa được. Thì mình anh em cần đầu tiên là phải có một cái cờ lê này, thứ hai là cần một cái lục giác này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa nhé. Thì đầu tiên mình sẽ test cái bơm này đã, mình sẽ vặn ốc xả hơi đằng đít này vào nhé anh em nhé, mình sẽ bơm cho anh em xem. Mình lấy cái ốc test áp đã. Thì đi theo bơm lúc nào cũng có cái ốc test áp của anh em đúng không? Thì đây mình sẽ xét cái bơm này anh em nhé. Cái bơm này là cái bơm cũ của mình thôi, nhưng mình sẽ xét anh em này. Em xem bơm nó không thể nào lên được hơi. Đấy, bơm nó không lên được hơi anh em nhé. Thì cái bơm này nói chung là lâu rồi, 2 năm rồi, sim biết các thứ nó chai, nó cứng hết rồi. Thì anh em phải làm cách nào để cho nhanh nhất này. Đấy, nó hơi có hơi một chút. Đầu tiên anh em tháo cái cục này ra anh em nhé. Đây là thân bơm, hướng dẫn cho anh em cách sửa bơm nhanh nhất này. Đây, thân bơm thì anh em tháo ra này. Đầu tiên anh phải tháo cái thân bơm ra anh em nhé. Nói chung là anh em là mà sửa chữa khó khăn quá thì có thể mua cái bơm mới. Bơm mới thì bơm to, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ thì là 750 anh em nhé, 750. Còn bơm to, đồng hồ to, lọc ẩm to như thế này, mới tinh, cả bơm mới là 850 anh em nhé. Đấy là nếu anh em mua bơm mới. Còn nếu mà anh em đồng hồ này, dây bơm này, bầu lọc này nó không bị làm sao thì anh em không tội gì phải mua bơm mới. Bơm này có nước bát. Đầu tiên anh em tháo cái bơm này ra này nhé. Thứ hai là anh em tháo cái tay cầm ra. Rất chia đơn giản anh em nhé. Đây là hướng dẫn cho anh em sửa chữa bơm theo cách nhanh nhất có thể anh em nhé, đối với những anh em mà sửa mãi không được sẽ biết cách thôi. Đầu tiên là cái này anh em không thể nào sửa được nhé. Đây, nói với trường hợp anh em không thể nào sửa nữa thì anh em để gọn ra một góc. Đây anh em xem, đây là cái thân bơm mới anh em nhé, thân bơm mới dành cho bơm quân hổ này, bơm AGH anh em nhé. Đây, anh em phải lau vạch sạch vệ sinh lại cái này đi nhé. Mình thì cứ lắp tạm thôi anh em nhé. Đấy, anh em về chỉ việc thay cái thân bơm này thôi. Đây là cách sửa chữa nhanh nhất và giá thì rất chi là phải chăng anh em nhé. Thì anh em mua cái gói sim sửa bơm, cái tim bơm thì nó lọ dầu silicon hoặc lọ nước các thứ nó rơi khoảng hơn 200 rồi. Thì nếu mà anh em nào mà không sửa được, anh em nhé, không sửa được thì anh em mua một cái thân bơm mới này, tháo cái này ra và lắp tay cầm mới này vào, đơn giản nó thế này thôi, rất chi là nhanh chóng. Đấy,
Anh em nói nhanh tay thì lắp trong khoảng 1-2 phút thì xong. Mình cứ vừa nói vừa hướng dẫn lên tay nó có mỡ ở bơm thì nó hơi lâu một chút anh em nhé. Thì thân bơm này thì mình bảo hành cho anh em lỗi 1.1 anh em nhé. Lỗi 1.1 trong vòng 3 hôm. Đấy, 3 hôm anh em mua về và thấy nó lỗi do nhà sản xuất thì mình sẽ đổi cho anh em. Xong một cái bơm nhé, hoàn toàn mới anh em nhé. Cái đồng hồ, cái dây bơm, cái thân này không gần như không bao giờ hỏng được cái tay bơm nữa. Đây, cho em lại vặn cái đít này, bây giờ mình sẽ test lại cho em xem nhé. Quay về lại xem mấy trăm cân. Cái gì lỗ ấy? Hài quá anh em ạ. Cái bơm này phụ quá, nó lỗ cái dây bơm anh em ạ. Cái này khỏe. Nó lỗ dây bơm anh em nhé. Chứng tỏ rất nhiều người cười. Ê, nó lỗ cái dây bơm này anh em ạ. Mình có bán dây bơm mới anh em nhé. Ê, nó lỗ dây bơm anh em nhé. Là mình giật mình. Chứng tỏ nó khỏe quá. Ê, nó khỏe quá mà. Lỗ cái dây bơm anh em nhé. Nói chung bơm này áp suất cực kỳ là khỏe anh em nhé. Lén cực kỳ khỏe đấy. Anh em mua chân bơm thì liên hệ với shop nhé. Vừa lỗ xong phát mình nói chung là giật mình và phải tắt mấy ngày không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Đấy. Đấy, anh em chỉ về việc tháo cái thân bơm này ra và thay nhé. Còn anh em nào mà dây bơm nó lỗ hoặc nó cũ quá thì mình có bán dây bơm anh em nhé. Có bán đầy đủ tất cả các loại dây bơm. Đây anh em nhé, dây bơm đây. Anh em mua dây bơm mới alo cho mình nhé. Vâng, thì video của shop xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đang VPCP trên mọi miền tổ quốc nhé.